Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 318 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong Tác giả Mặt Mặt Nguồn truyện tung hoành.com Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh Like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 318 của bộ truyện này võ luyện liên phong chương 1698 một lúc sau có tiếng bước chân vàng một thiếu niên bị thành một tú đi ra khỏi nhà gỗ thoạt nhìn thiếu niên này tầm 20 tuổi tu vi thánh vương cấp tầng 3 mà thôi hăng oán độc và kiên kỵ nhìn dương khai ánh mắt khó tin dường như không hiểu tại sao mình bị dương khai phát hiện ra bốn mắt nhìn nhau dương khai mỉm cười còn thiếu niên kia như gặp đại địch Sao ngươi phát hiện ra ta? Thiếu niên không nhịn được hỏi Dương Khai tạo cho hắn áp lực rất lớn Hắn không thể nào bình tĩnh như trước Bổn tọa tự thấy Mình không để lại bất kỳ dấu vết gì Muốn tìm được ngươi thật không dễ dàng Dương Khai khẽ mỉm cười đáp Nếu không phải nhờ vạn độc tà cổ của ngươi Sợ so rằng ta không tìm ra Vừa nói Dương Khai vừa đưa tay chỉ vào mấy tên bọn giả bị tên kia thu phục. Thiếu niên giật mình, xem xét vạn độc tạ cổ, ánh mắt ảo não. Hắn không ngờ, mình tạm thời thu phục mấy tên thuộc hạ lại sai lầm như vậy. Hắn đã rất cẩn thận, lần này chạy tới Hà Quang Đảo để trị thương, thu phục mấy người này đều có thực lực rất thấp, cho nên bình thường không để bị người khác chú ý. Nhưng mà không ngờ Dương Khai lại tìm ra sơ hở. Cho dù là vậy, Người muốn giết bổn tọa cũng có chút khó khăn. Lúc trước người cũng thử qua rồi. Không bằng chúng ta cùng thương lượng đi thôi. Thiếu niên hất cầm, gương mặt ngạo nghễ đề nghị. Ta không có hứng thú. Dương Khai lắc đầu. Thiếu niên ngạc nhiên. Người chưa nghe, đã không có hứng thú. Người không sợ sẽ hối hận ư. Ừ. Không có gì phải hối hận. Hôm nay, người chắc chắn phải chết. Dương Khai cười lạnh. Thiếu niên cười ha ha, chăm chọc nhìn Dương Khai, rồi hung hăng nói. Tiểu tử thật là mạnh miệng. Bạn lãnh đúng là không nhỏ. Lần trước bổn tòa có thể thoát khỏi tay người. Lần này cũng có thể, bất quá, nếu người không dây dưa với bổn tòa. Bổn tòa sẽ cho người một chút ưu đãi, đảm bảo người hưởng thụ suốt một đời. Một tên sử dụng kỳ trùng dị trĩ như người, có chỗ gì tốt cho ta? Dương Khai nói, thiếu niên biến sắc câu mày, dò xét. Người biết lai lịch của bổn tọa sao? Có biết hay không không cần biết. Hôm nay ta nói người chết, người nhất định phải chết. Dương Khai hừ lạnh, không dài dòng với hắn mà đưa tay chộp đến. Tiểu tử, thật to gan. Thiếu niên quát, không tránh mà vọt tới Dương Khai. Thánh Nguyên cuộn trào như muốn bạo liệt. Hắn biết, với thực lực của mình, căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai. Vì vậy không cần bảo vệ thân thể này Tự bạo để nhiễu loạn tầm mắt của Dương Khai Nhân cơ hội chạy trốn Dương Khai châm chọc nhìn hắn Không làm gì khác Ngoài việc đưa tay nắm chặt hư không Linh khí thiên địa nhanh chóng tụ tập Thiếu niên kia như bị giam cầm Bị khóa chặt giữa không trung Không nhúc nhích được Vốn thánh nguyên đang hỗn loạn Cũng nhanh chóng lắng xuống Thiếu niên sợ hãi hỏi Đây, đây là thủ đoạn gì? Dứt lời, hắn như nhớ ra điều gì. Còn người rùng rẫy nhìn Dương Khai rồi lạc giọng hét. Người có thể điều động được tinh tú lực. Người luyện hóa được căn nguyên tinh tú rồi sao? Không hổ là trùng đế. Ánh mắt đúng là không tệ nha. Dương Khai cười lạnh, động tác không dừng. Một tiếng nổ vang. Thân thể của thiếu niên nổi thành một đoàn xương máu. Trong đoàn xương máu có một đạo thần hồn lực chật vật chui ra, điên cuồng chạy trốn. Lần trước Dương Khai liên thủ với tiền thông Không ngăn được chiêu này của trùng đế Nhưng lần này Dương Khai đã trở thành tinh chủ của u ám tinh Hơn nữa đã có chuẩn bị từ trước Sao có thể để hắn trốn thoát Tâm niệm vừa động Không gian mười mấy trượng xung quanh Lập tức biến thành một cái lồng chắc chắn Mặc cho đạo thần hồn lực kia Tả xung hữu đột ra sao Cũng không thể nào thoát Bốn phí như có bức tường vô hình ngăn Sau khi thử mấy lần Trùng đế biết Mình chạy trời không khỏi nắng không làm chuyện vô ích. Thần hồn lực tụ lại thành một bóng người mờ ảo. Bóng người này nhìn Dương Khai ánh mắt u ám. Thân thể như có ngọn lửa tiêu đốt mờ mờ ảo ảo, trầm giọng nói. Bổn tòa nhận gặp xui xẻo, bỏ qua cho ta. Người muốn chỗ tốt gì, bổn tòa nhất định sẽ cho người. Dương Khai biểu môi, đưa tay chụp lấy hắn. Trường đế không tránh không né, thần hồn lực bị Dương Khai nắm trong tay, hắn ta kịch liệt vẫy vùng, nhưng Thủy Chung không thể thoát khỏi tay của Dương Khai được, chỉ có thể lớn tiếng mắng, gào thét như điên. Dương Khai chà sát hai bàn tay, một tiếng gào thề thảm vang lên, thần hồn trùng đế hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Một bí bảo hình thành đao thu nhỏ, một cái vòng tay tinh xảo xuất hiện trong tay của Dương Khai. Hai vật đều tản ra lực lượng đế uy âm tà. Vòng tay không có gì dị thường, nhưng lúc Dương Khai dùng thần niệm dò xét, thành bí bảo đào kia một lực lượng dị kỳ chặt đứt thần niệm của hắn là đế bảo dương khai cầu mày lộ ra vui mừng trong tay hắn hiện nay không thiếu bí bảo thậm chí đế bảo cũng có hai món một là thịt diệt lôi châu có tính công kích còn kia là huyền giới châu hai món này là hai viên châu quý báu của tinh đế sơn năm xưa giờ lại có thêm hai món điều này làm cho dương khai vô cùng mừng rỡ không ai lại chê mình có nhiều bảo bối, nhất là đế bảo. Thành tiểu đào kia, Dương Khai có biết, lần trước trùng đế đã từng dùng nó, Dương Viêm nói nó là trảm hồn đao, uy lực khó dọ. Còn vòng tay kia, Dương Khai không có rõ lai lịch nhưng tác dụng của nó Dương Khai cũng không biết. Thử tính dùng thần niệm dò xét là bị một la trắng vô hình ngăn, căn bản không thể nào xâm nhập. Dương Khai chỉ có thể làm như vậy thôi dù sao vòng tay này cũng là bí bảo của trung đế hắn không thể dễ dàng phá giải cấm chế tuy rằng không hiểu tác dụng của vòng tay này nhưng dương khai cảm nhận được một cổ lực lượng hung thần ác sát ở bên trong lực lượng kia làm cho hắn có chút run sợ chơi đùa một chút sau đó dương khai thu trảm hồn đao và vòng tay kia tạm thời hắn không có thời gian luyện hóa hai món này vừa làm xong dương khai nhận ra một cổ khí tức cường đại từ trung tâm hoàng đảo chạy tới như bay. Hiển nhiên là cao tầng của Hà Quang đảo đã nhận ra dao động linh khí vừa rồi đến đây dò xét một vang. Dương Khai không lập tức rời đi mà đứng chờ và suy nghĩ. Một lát sau, một nam nhân thân hình khôi ngô từ trên trời đáp xuống. Thân cao chừng bốn thước, mũi to, miệng rộng, trời xanh uy nghiêm. Bất cứ người nào đứng bên cạnh hắn sợ rằng sẽ kinh hồn tán đỡm. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài kéo từ đuôi lông mày tới cằm, càng thêm dữ tợn. Nằm nhân bước tới, liếc vũng máu trên mặt đất, giận tím mặt quát. Người từ đâu tới mà dám càng rỡ trên hà quang đảo chứ? Nói rồi đánh một chưởng tới Dương Khai. Người này có tu vi phản hư cảnh tầng 3, không hề yếu hơn so với tiền thông và phí chi độ năm xưa. Thân thể to lớn, bàn tay to lớn có lực cực mạnh chưởng vừa đánh ra hư không liền vang lên tiếng nổ. Cho dù là võ giả ngàn cấp gặp một chưởng này cũng phải gãy mười mấy cái xương. Dương Khai nhướng mày, mặc dù có chút không vui vì đối phương không hỏi nguyên do mà trực tiếp xuất thủ, nhưng nghĩ lại mình cũng xem như là khách không mời mà tới, không quá để ý, chỉ tùy ý phất tay. Tên nam nhân hùng hãn liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn trợn tròn mắt, bộ dáng như gặp quỷ nhìn Dương Khai ngay sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, không dám khinh thường. Hắn phát hiện, Dương Khai không muốn đã thương hắn. Bằng không, sao hắn có thể ung dung đáp xuống? Với thủ đoạn vừa rồi của Dương Khai có thể giết mình trong nháy mắt. Sâu trong nội tâm dâng lên cảm giác sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, không dám tự phụ, rộn rãng hồ. Các hạ là ai? Hãy xưng tên ra đi. Dương Khai toát miệng cười, ôm quyền nói. Lăng tiêu tông, Dương Khai, lăng tiêu tông nam nhân suy tư một hồi thân thể chấn kinh người chính là tổng chủ của lăng tiêu tông dương khai tuy rằng sống trên biển nhưng hắn cũng nghe qua danh tiếng của lăng tiêu tông và dương khai chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ thực lực tông chủ của lăng tiêu tông lại mạnh đến như vậy bằng hữu là dương khai nhìn hắn hỏi nam nhân này nhíu mày rồi thành thật đáp ta là hà quan đạo đạo chủ bàn chấn. Thì ra là bàn đạo chủ, hành ngộ hành ngộ. Dương Khai ôm quyền hàng huyên. Bàn chấn không sợ hãi, tuy rằng tự thấy không phải là đối thủ của Dương Khai, nhưng không thể đánh mất cốt khí và uy danh của Hải Điện, trầm giọng nói. Mặc dù Dương Tông Chủ là chủ nhân của Lăng Tư Tông, nhưng Hải Điện ta không dính dáng gì tới Lăng Tư Tông. Dương Tông Chủ không thể nào tùy ý giết người trên Hải Điện của ta chứ. Bàn mổ muốn biết là có nguyên nhân gì. Thân là chủ của một đảo, đương nhiên muốn duy trì an toàn cho vòi giả trên đảo. Bỗng nhiên, trên đảo có người chết không rõ ràng. Bàn chấn không thể làm ngơ. Nếu không lan truyền, nếu không lan truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến uy danh của hắn. Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi mở miệng nói. Bàn đạo chủ xin thứ tội cho. Dương Mổ không phải là vô duyên vô cớ muốn giết hắn đâu. Chỉ là hắn không thể không chết không dối gạt bàn chủ. Lần này Dương Bộ tới là để tìm hắn ta. Dương Tổng Chủ có thể giải thích rõ hơn không? Bàn chấn thấy Dương Khai khách khí như vậy, thần tình không khỏi hòa hoảng hơn nhiều. Đương nhiên là có thể chứ. Dương Khai mỉm cười nói rõ nguyên nhân. Bàn chấn nghe xong thì khiếp sợ, không tin lời Dương Khai nói là thật. Hắn nghĩ Dương Khai chỉ lấy cớ. Biết hắn nghi ngờ, Dương Khai mỉm cười, Bàn đạo chủ, nhìn những thứ này đi. Vừa nói, Dương Khai vừa đưa tay, bắt mấy vợ giả bị hắn giam cầm. Chương 1699 Mấy vợ giả kia bị trùng đế dùng vạn độc tà cổ không chế. Dương Khai không có làm họ bị thương, chỉ giam cầm tại chỗ. Lúc này theo động tác của Dương Khai, thân thể mấy người này run rẩy khuôn mặt vặn vẹo. Dường như đang chịu đựng đau đớn ghê gớm có hai người sùi bọt mép ngã xuống nhưng không nguy hiểm đến tính mạnh. Bàn chấn thờ ơ không lộ mãn như trước. Một lúc sau, vang lên tiếng xèo xèo. Bỗng có vài đạo lưu quan từ đầu của mấy vỏ giả này bay ra. Dương khai bắt, sau đó ra hiệu cho bàn chấn nhìn. Mấy con quái trùng hai màu đen đỏ hình thù kỳ quái. Chỉ bằng móng tay đang không ngừng vùng vẫy phản kháng. Nhưng không thể nào thoát khỏi tay của Dương Khai bàn chấn trừng mắt nhìn, lúc này mới nuốt nước bọt. Đây là vạn độc tà cổ sao? Mấy con trùng này trước đây hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn cảm thấy một khí tức hoang dã, dường như những con trùng này có niên đại rất cổ xưa, tạo cho hắn một cảm giác nguy hiểm. Không sai, bị gieo vạn độc tà cổ, liền sẽ bị chủ nhân của nó khống chế. Dương Khai mỉm cười. Ta có thể nhìn một chút không? Bàn chấn cảm thấy thích, buông lấy một con vạn độc tạ cổ về nghiên cứu. Tuy rằng đồ chơi này nguy hiểm, nhưng nếu nghiên cứu cẩn thận, hiểu rõ cách sử dụng, vậy thì đồng nghĩa mới có thêm một bí thuật. Dương Khai cười cười nhìn hắn. Nếu như bàn chủ không có sợ bị chúng chui vào thức hải, những con này đưa hết cho ngươi. Bàn chấn sắc mặt trắng bệch, trù trừ hồi lâu rồi lắc đầu. À thôi quên đi. Bạn mổ tự nhận thực lực không có đủ Những thứ này Dương Tông Chủ tự mình xử trí đi Dương Khai nhẹ nhàng cười Cổ tay rung lên Mấy con vạn độc tà cổ đang vùng vẫy Bị chấn thành phấn vụn Hiểu rõ chuyện lúc trước Chỉ là hiểu nhầm Chẳng những Dương Khai không làm sát người vô tội Trên hà quan đảo Mà còn giúp hắn giải quyết một phiền toái lớn Bàn chấn nhiệt tình với Dương Khai hơn trước Có lẽ hắn kiên kỵ nhất Là thực lực của Dương Khai Bàn chấn cực lực mời Dương Khai tới phủ đệ của mình chơi. Dương Khai cũng muốn trao đổi với hắn nên đồng ý. Bàn chấn thân là đạo chủ của Hà Quang Đảo. Phủ đệ chiếm phần đất tốt nhất trên Hà Quang Đảo, kiến tạo vô cùng hùng vĩ. Vào phủ đệ, bàn chấn lập tức phân phó người dân lên rượu ngon món ngon. Lại có hơn 10 thiếu nữ mặt xa mỏng, thân thể uyển chuyển, thanh xuân như ẩn như hiện vừa muốn vừa hát. Còn có các cao thủ phản hư cảnh trên đảo cũng góp mặt không khí rất náo nhiệt đối với biên cố trên đại lục mấy năm gần đây hải điện cũng có nghe qua chỉ có điều không lan tới biển nên hải điện cũng không biết rõ chi tiết sở dĩ bàn chấn nhiệt tình mời dương khai một là vì coi trọng thực lực dương khai hai là muốn biết tình hình trên lục địa đương nhiên dương khai không che giấu khi biết được thi linh giáo đã bị nhổ cỏ tận gốc mọi người hải điện đều không ngừng kinh hô mà sau khi biết được quả thực tiền thông là cường giả hư vương cảnh, đám người bàn chấn đều lộ ra ưu sầu. Đã mấy vạn năm trên u ám tinh, không xuất hiện hư vương cảnh, đây đã trở thành cảnh giới trong truyền thuyết. Hư vương cảnh có thực lực mạnh cỡ nào, đám người bàn chấn cũng không rõ, nhưng không ngăn được mong ước. Bọn họ e sợ giả tâm của tiền thông bộc phát hướng tới biển sâu. Mặc dù thế lực của hải điện thâm sâu vô cùng khổng lồ, nhưng có thể chặn lại một vị hư vương cảnh hay không Bọn họ cũng không chắc Dương Khai quan sát Biết bọn họ đang lo lắng điều gì Trong lòng buồn cười Nhưng cũng không vạch trần Không nói đến tiền thông có tâm tư này hay không Cho dù hắn thật sự có ý này Chỉ sợ Một mình hắn cũng khó mà chinh phục được biển sâu Ảnh Nguyệt Điện còn không có năng lực lớn như vậy Đám người bàn chấn đúng là lo bò trắng răng Bàn đạo chủ Dương Mộ có một chuyện muốn nhờ Không biết bàn đào chủ có thể nào đáp ứng không rượu quá ba tuần dương khai bỗng mở miệng nói mời dương tổng chủ nói bàn chấn vội vàng ngẩng đầu nhìn sang ta muốn gặp điện chủ của hải điện dương khai cười tẩm tỉm, nhẹ nhàng khà một cái ý nói là rượu ngon bàn chấn ngạc nhiên à, không biết dương tổng chủ cần gặp có chuyện gì tuy rằng với thân phận và địa vị của dương khai quả thật là có tư cách Gặp mấy vị điện chủ của Hải Điện Nhưng mà bàn chấn vẫn tò mò Những người khác cũng tò mò nhìn Dương Khai Là chuyện tốt Dương Khai cười khó lường Bốn tổng chủ muốn trao đổi vật tư Giữa biển và đại lục Bàn đạo chủ người cũng biết Bởi vì môi trường biển sâu và nội địa bất đồng Mỗi bên đều có đặc sản riêng Một số thứ có thể dễ dàng tìm ở biển Nhưng ở lục địa lại là vật trân quý Và ngược lại nếu như chúng ta có thể hợp tác thì đó là chỗ tốt cho các đệ tử đây chính là nguyên nhân mà dương khai muốn lưu lại đây nếu không sau khi đánh chết trùng đế hắn đã sớm bỏ đi đâu còn ở đây lãng phí thời gian hiện giờ lăng tiêu tông không như trước trước kia nhiều lắm chỉ có mấy trăm người thôi có thể nuôi sống dễ dàng tùy tiện lấy ra chút vật tư cũng đã đủ tu luyện nhưng bây giờ dương khai mang gần vạn người từ thông huyền đại lục đến mỗi tháng đều cần vật lượng lượng vật tư khổng lồ, ngay cả lăng tiêu tông cũng không chịu nổi tiêu hao. Tự như tình huống hiện nay, vừa mới đại chiến cùng thi linh giáo, vật tư trên lục địa thiếu thốn, các đại tông môn tổn thương nguyên khí, vật tư tu luyện trở nên cực kỳ khan hiếm. Dương Khai nhìn trúng vật tư nơi đáy biển, nếu quả thật có thể thúc đẩy chuyện này, chẳng những có thể giải quyết tình huống hiện nay, sau này cũng không cần lo chuyện vật tư tu luyện chỉ cần làm trung gian mua bán là có thể nhanh chóng thu được lượng lớn tài phú. Tuy rằng giờ hắn là chủ của U Ám Tinh, có thể tùy ý đi khắp nơi, thậm chí có thể dùng võ lực uy hiếp Hải Điện thần phục, nhưng Dương Khai không muốn làm như vậy. Thượng binh phạt mưu, hạ binh phạt chiến, hắn muốn lục địa và biển hợp tác hỗ trợ phát triển. Đứng ở người chủ U Ám Tinh này, thì hắn đôi khi cũng cần vì cả U Ám Tinh mà suy tính. Bàn chấn nghe hắn đề nghị như vậy, ánh mắt sáng ngời, nhưng nhanh chóng cau mày. Dương Tông Chủ, không phải là người đầu tiên muốn làm như vậy. Hải điện ta cũng từng có người đưa ra đề nghị này. Chỉ có điều một số vật tư đặc thù vận chuyển rất là khó khăn. Hơn nữa không có phương tiện di chuyển. Chuyện này vẫn không giải quyết được. Tuy hiện giờ biển và lục địa cũng có mậu dịch, nhưng chỉ giới hạn trong mấy tòa thành gần biển mà thôi. Thấy thần thái của hắn, Dương Khai biết không phải là người hải điện không có hứng thú với vật tư của lục địa mà là rất phiền toái phải mất rất nhiều thời gian nếu không cũng không tới lượt dương khai nói chủ yếu nhất là bọn họ không có đối tượng giao dịch cố định với thế lực to lớn của hải điện trên lục địa chỉ có vài tông môn có thể ngồi ngang hàng với họ các thế lực khác chỉ có thể ngẩn đầu nhìn mà mấy tông môn kia không kỹ định giao dịch cùng hải điện bọn họ cũng không biết làm gì hơn dương khai mỉm cười nói nếu như ta có thể giải quyết những phiền toái này thì sao? Bàn chấn rung lên. Dương tổng chủ, người thật sự giải quyết được sao? Dương Khai gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Bàn chấn cười to. Nếu Dương tổng chủ có thể giải quyết, vậy chuyện này có thể bàn được rồi. Bất quá chuyện này ta không thể làm chủ, chỉ có thể bẩm báo cho mấy vị điền chủ để bọn họ quyết định. Đại danh hải điện, Dương bộ ta đã nghe từ lâu mấy vị điện chủ anh Minh thần võ sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy đâu. Dương Khai cười ha ha nói, tâm tình bàn chấn rất tốt, nâng chén. Vậy thì cầu chúc chuyện này viên mãn đạt thành. Đến khi đó, chỉ sợ bàn mổ cần dương tổng chủ chiêu cố nhiều hơn. Nếu như chuyện lần này thật sự thành công, bàn chấn có công lớn, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, nói không chừng có thể nhờ cơ hội này mà tăng thêm địa vị trong hải điện vì vậy hắn càng thân thiết với dương khai chiều đãi như khách quý đêm đã khuya tiệc rượu kết thúc dương khai được an bài tại một gian phòng nghỉ sang trọng mấy thiếu nữ như hoa như ngọc đi theo hầu hạ dương khai đuổi các nàng ra ánh mắt các nàng ưu oán như khuê phòng oán phụ làm dương khai rất là áy náy dương khai vốn cho rằng mình đề nghị chuyện này là có ích lợi rất lớn đối với hải điện hải điện phải rất nhiệt tình mới đúng nhưng không ngờ hắn chờ trên hà quan đảo ba ngày cũng không thấy bất kỳ một vị điện chủ hải điện nào tới trao đổi với mình điều này khiến cho hắn rất khó hiểu theo đạo lý mà nói tuy rằng thế lực hải điện khổng lồ nhưng trên các hòn đảo đều có pháp trận không gian nếu quả thật tổng điện hải điện coi trọng chuyện này trong vòng nửa ngày là có thể tới hà quan đảo một mực duy trì ba ngày chỉ có thể nói đối phương không tin tưởng năng lực của mình hoặc là không nhiệt tình đối với chuyện này. Dương Khai không nóng nảy, hiện giờ tai họa thiên linh giáo đã bị diệt trừ, Lăng Tiêu Tông cũng không có chuyện lớn cần hắn quyết sách, có dịp tích quân trấn giữ, việc mình có trở về hay không cũng giống nhau. Hắn nhận cơ hội này từ từ trải nghiệm biên hóa sau khi trở thành tinh chủ. Thân là chủ nhân của ưu ám tinh, đương nhiên hắn có thể đi bất kỳ nơi nào. Chỉ cần thần niệm và đủ thánh nguyên thì hắn có thể vượt qua mấy triệu, thậm chí là hơn ngàn vạn dặm trong nháy mắt. Bất quá làm vậy cũng hao tổn tương đối lớn. Trong nháy mắt vượt qua mấy trăm ngàn dặm, đối với hắn không có gì khó khăn. Đây chỉ là một lợi ích nhỏ và tiện lợi khi trở thành tinh chủ. Chỗ tốt lớn nhất là khi tu luyện trên u ám tinh, linh khí thiên địa hùng mạnh không ngừng chui vào trong người, làm cho tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn trước gấp mấy chục mấy trăm lần đây là điều không ai có thể làm được. mà trong chiến đấu hắn cũng có thể dễ dàng điều động linh khí thiên địa trên ưu ám tinh, không phí sức giết chết địch nhân lúc trước đã từng dùng qua. bất quá có một việc làm dương khai rất để ý, đó chính là hắn mơ hồ nhận ra ưu ám tinh có một cổ lực lượng vô hình bao phủ. cổ lực lượng này có đặc tính giam cầm và phong ấn, giống như một lớp lá chắn ngăn trở vỏ giả trên ưu ám tinh lĩnh ngộ võ đạo cao thâm hơn. Chính là vì có lá chắn này mà suốt mấy vạn năm nay trên u ám tinh không có vỏ giả hư vương cảnh sinh ra. Chương 1700 Đây là pháp tắc u ám tinh, thiên địa pháp tắc lực, cao thâm khó dò. Đến ngay cả cường giả hư vương cảnh cũng không thể nào chạm tới. Tuy rằng Dương Khai đã trở thành tình chủ nhưng vẫn không có cách nào. Hắn thử đột phá hoặc phá tan nhưng mà không thành công. chậm rãi thở dài, dương khai thu hồi thận niệm không làm việc vô ích tuy rằng tầng pháp tắc này hạn chế con đường tấn thăng hư vương cảnh của võ giả ưu ám tình nhưng không có nguy hại với bản thân võ giả cho nên không cần quá để ý lại một ngày trôi qua hải điện vẫn không có động tĩnh gì điều này làm cho dương khai mất kiên nhẫn đang nghĩ mình có nên đi tới tổng điện hải điện một chuyến đột nhiên nhướng mày thận niệm khuếch tán cách hà quan đảo mấy ngàn dặm có cơn sóng lớn cao tới trăm trượng đang lướt tới. Sóng lớn chạm trời nối đất, thành thế vô cùng to lớn. Trên sóng lớn có hơn trăm người đang cưỡi. Trong hơn trăm người, nam có, nữ có. Nam thì thân hình khôi ngô không giống nhân tộc. Mỗi người đều cao bốn năm thước, diện mạo xấu xí dữ tợn, làm cho người ta không rét mà run. Nữ ai cũng xinh đẹp, dung mạo tiếu lệ, da trắng tinh không tì vết, vòng eo mềm mại như không xương hoặc là kiều mị, hoặc thanh thuần, hoặc nóng bỏng, làm cho lòng người say mê. Làm cho Dương Khai để ý là nhóm người này tất cả đều là cường giả phản hư cảnh trở lên. Hằng vốn tưởng đây là cao thủ của Hải Điện, nhưng nhìn kỹ thì không đúng. Bọn người kia không phải là nhân tộc. Dương Khai nghĩ một hồi liền hiểu ra. Sâu dưới đáy biển của U Ám Tinh không chỉ có nhân tộc hưng thịnh, mà còn có một chủng tộc gọi là hải tộc. Hải tộc chỉ là gọi chung, bao gồm rất nhiều nhánh nhỏ. Bọn họ trời sinh tinh thông công pháp và võ kỹ thủy hệ, như đáy biển sâu, bọn họ là những cự phách. Bất quá hải tộc hiếm khi giao thiệp với nhân tộc, cho nên võ giả trên lục địa có khi cả đời cũng không gặp được một người của hải tộc, cho dù là võ giả nhân tộc sống trên biển cũng là ít gặp. Dương Khai quan sát một hồi, phát hiện trong nhóm hải tộc này bao gồm 4 năm nhánh có người mọc đầy vảy Có người đuôi dài như móc câu Có người cánh tay như càng cua Trông vô cùng kỳ quái Đây là lần đầu tiên hắn gặp hải tộc Không khỏi tặc lưỡi lấy làm kỳ Không biết bọn họ hùng hăng Tiến tới hạ quan đảo là cái ý gì Quan sát lâu như vậy Làm cho đầu lĩnh của hải tộc phát hiện ra Hai mắt bắn ra tình quan kinh người Nhìn vào hư không Phản phất như muốn tìm ra chỗ ẩn thân của Dương Khai Dương Khai mỉm cười thu hội ánh mắt vì hắn mà nói trên u ám tình này, không có ai đáng để cho hắn chú ý. Chừng trăm phản hừa cảnh của hải tộc này đối với hải điện mà nói, có lẽ là một cổ chiến lực cường đại, nhưng đối với hắn thì không đáng nhắc. Trên sóng lớn, tên hải tộc kia chào mày nhìn xung quanh mấy lần, gương mặt hồ nghi. Thương ao, có phải là phát hiện ra điều gì không? Một nữ nhân ăn mặc bốc lửa, hở đến sáu phần da thịt, cầu mày hỏi. Thường Ngao kia chậm rãi lắc đầu. Dường như có người đang giám thị chúng ta, nhưng không có dấu hiệu gì, có lẽ là ta cảm ứng sai. Nữ nhân kia ngạc nhiên, nàng biết thực lực của Thương Ngao, thân là một trong những thống lĩnh của hải tộc Hải Thần Cung, là cường giả bậc nhất trên cả u ám tinh, hiếm khi cảm ứng sai. Bất quá nếu Thương Ngao nói như vậy, nữ nhân này không tiện hỏi tiếp, nhíu mày nói. Bất quá chuyện lần này không ổn, công chúa mất tích ở gần Hà Quang Đảo. Tuy nói rất có khả năng bị nhân tộc bắt đi, nhưng vạn nhất đối phương không thừa nhận thì sao? Thương Ngao hừ lạnh. Nếu bọn chúng dám không có thừa nhận, bản thống lĩnh sẽ đem Hà Quang Đảo sang thành bình địa. Những tên nhân tộc cũng nên sớm cút khỏi vô ưu hải. Nơi này là địa bàn của hải tộc ta. Ai à, da! Dạ. Nữ nhân này thở dài tràn đầy lo âu, nhìn về Hà Quang Đảo nàng âm thầm cầu nguyện. Có lẽ công chúa nhà mình thật sự bị nhân tộc bắt đi. Nếu không, sao bọn họ tìm khắp nơi vẫn không thấy. Lần này, binh phát hạ quan đảo thật sự là cùng đường. Bằng không với thế lực của hải điện, hải thần cung cũng không dám khai chiến. Bất quá dường như thương ngao, nhận định công chúa tuyệt đối bị nhân tộc bắt đi. Chuyến này không có ý tốt. Nếu có thể tìm được công chúa thì tốt, bằng không có lẽ sẽ xảy ra đại chiến sông lớn có tốc độ cực nhanh trong khoảnh khắc đã đi được trăm dặm. Lúc sông lớn đến gần hà quang đảo chừng ngàn dặm, đám người bàn chấn đã nhận ra linh khí thiên địa có dị động, rồi rít ra khỏi phủ đệ nhìn về phương xa. Một lát sau, bàn chấn biến sắc. Đám hải tộc này thật là tự đại, dám tấn công hà quang đảo. Mở trận pháp phòng ngự ra đi. Lệnh vừa ra, hà quang đảo lập tức vang lên tiếng vù vù hòn đảo khổng lồ nhanh chóng được một tầng năng lượng trong suốt bao phủ tất cả vòi giả trên đảo đều xuất động vây quanh bàn chấn từng người một đều nghiêm trang biểu tình ngưng trọng dương khai không biết xảy ra chuyện gì vô cùng tò mò cũng tới bên cạnh bàn chấn dương Tông chủ hải tộc tới đây gây chuyện xin dương tổng chủ tránh một chút bàn chấn ôn hòa khuyên bảo đề nghị của dương khai lúc trước rất vừa ý hắn có thể có địa vị cao hơn trong hải điện hay không phải xem đề nghị của dương khai có thành công hay không vì vậy rất là coi trọng dương khai e sợ dương khai bị liên lụy không sao đâu bàn đạo chủ xin cứ tự nhiên ta chỉ tới đây xem dương khai cười ha hả đáp thầy hắn nói như vậy bàn chấn suy nghĩ một chút cũng không khuyên can dù sao dương khai đã chứng minh được thực lực của mình rồi hải tộc dựa vào cái gì mà hung hăng như thế chứ hà khoan đảo hay là hải điện các người trêu chọc bọn hắn dương khai tùy ý hỏi một câu bàn chấn lắc đầu ta cũng không rõ lắm bất quá hải điện và hải tộc vốn không có hòa thuận dù sao cũng là hai chủng tộc khác nhau lại ở cùng trong biển sâu và chạm là điều không thể tránh nhưng tình cảnh như vậy bàn bổ chưa từng thấy qua giữa hải điện và hải tộc hải thần cung có ước định sẽ không dễ dàng điều động nhiều cường giả như vậy để đối phó với phe kia ánh mắt của dương khai lóe sáng tùy ý hỏi Hải tộc hải thần cung Cũng có thể kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện chứ Bàn chấn đang phỏng đoán Vì sao hải tộc xuất động nhiều cường giả như vậy Không nghĩ nhiều về câu hỏi của Dương Khai Mở miệng đáp Bọn họ trời xanh có ưu thế Có thể đào được tài nguyên Ở những nơi sâu nhất Hải điện chúng ta không thể nào so sánh Vừa nhất lời Bàn chấn liền ý thức được điều gì Vội vàng nhìn Dương Khai Phát hiện hắn cười rất là vui Không khỏi nghiêm túc để tỉnh nói Dương Tông Chủ Không phải tộc ta tính tình sẽ khác Hải tộc không có dễ đối phó Nếu người muốn cùng bọn hắn trao đổi vật tư Sợ rằng rất khó Từ trước đến nay Hải tộc luôn để mắt cao hơn đầu Xem thường dân tộc chúng ta Người ở lâu trong nội địa Nên không biết chuyện này đâu Đa tạ bàn đạo chủ đã nhắc nhở Dương Khai thuận miệng ứng phó Bàn chân biết Dương Khai đang có chủ ý gì Cũng biết tại sao Dương Khai nghĩ như vậy dương khai chờ ở đây mấy ngày bên tổng điện không ai tới thường nghị với hắn bất cứ người nào cũng sẽ có oán khí nếu là trong đáy biển sâu chỉ có một mình hải điện độc quyền thì dễ dương khai chỉ có thể kiên nhẫn chờ nhưng giờ này lại có thêm hải thần cung bàn chân biết dương khai đang có ý định với hải thần cung nếu có thể hợp tác cùng hải thần cung có hải điện hay không cũng được mất đi công lao này bàn chấn sẽ rất khó tấn thăng chỉ có thể cả đời làm đạo chủ Hà Quang Đảo, mặc dù tiêu giao tự tại nhưng không có nhiều quyền lực. Thấy Dương Khai không để ý lời khuyên của mình, bàn chấn có chút giận dữ, hắn không giận Dương Khai mà bất mãn với thái độ của Tổng Điện. Nhưng trước mắt, hắn không có thời gian lo chuyện này. Trong lúc hắn tán gẫu với Dương Khai, cơn sóng kia đã cách Hà Quang Đảo mấy dặm, không ngừng tiếp tục đánh vào. Trận pháp trên Hà Quang Đảo lắc lư, suýt nữa thì bị phá, một hồi lâu sau sông lớn mới chìm xuống rồi biến mất sắc mặt bàn chấn khó coi ngẩng đầu nhìn trời sau đó quát thương ngao người là có ý gì chẳng lẽ hải thần cung muốn khai chiến cùng hải điện sao bàn chấn giao người ra nếu không ta sẽ làm cho hà quan đảo gà chó không yên không còn một ngọn cỏ thương ngao rống giận thanh âm như sống làm cho người ta đau tai bàn chấn ngạc nhiên Giao người Giao người nào Hắn hoàn toàn không biết thương ngao đang nói gì Cảm thấy khó hiểu Đừng có giả bộ hồ đồ Bản thống lĩnh cho người thời gian một chung trà Nếu không thấy người bản thống lĩnh muốn gặp Người chịu chết đi Thực lực thương ngao tuy mạnh Nhưng đầu óc đơn giản Đã quyết định thì người khác nói gì cũng vô ích Hắn nhận định Người hắn muốn tìm đang trên hào quan đảo Thì hắn qua đáng như vậy Bàn chấn bị chọc giận lạnh lùng cười. Không nói đến bộn đạo chủ không biết người ngươi nói là ai. Cho dù có biết, bộn đạo chủ cũng không giao cho ngươi. Tốt xấu gì, bàn chấn cũng là cường giả phản hư cảnh tầng 3, là đạo chủ của một hoàng đảo. Thường ngào vô duyên vô cớ đến đây gây chuyện, còn dám uy hiếp hắn, hắn sẽ không tỏ ra yếu thế. Tốt, đây là lời ngươi nói, vậy đừng trách bản thống lĩnh hạ thủ vô tình. Thường ngào tàn khốc nói, đang muốn đại khai sát giới, nữ tử một bên bỗng nhiên kéo hắn. Khoan, chờ một chút. Tuy sắc mặt của thương ngao không vui, nhưng không làm cho nàng mất thể diện. Mặt giận dữ, đứng giữa không trung, liếc mắt nhìn xuống dưới ánh mắt khinh miệt. Hắn coi thường tất cả, ngay cả bàn chấn hắn cũng không coi vào đâu. Nhưng khi thấy Dương Khai, ánh mắt của hắn hơi co lại, lộ ra hồ nghi. Nét mặt tươi cười, bộ dáng vô hại của Dương Khai làm hắn có cảm giác nguy hiểm. Thương Ngao không khỏi nhìn Dương Khai thêm vài lần. Chương 1701 Tuy rằng sự xuất hiện của Dương Khai làm cho Thương Ngao có chút để ý, nhưng mà hắn không có để trong lòng. Hải tộc là một chủng tộc để mắt cao hơn đầu. Trước giờ bọn họ luôn cho rằng mình là sinh linh cao quý nhất trong biển rộng. Những chủng tộc khác đều phải cúi đầu xưng thần đối với hải tộc, nhất là nhân tộc có số lượng khổng lồ. Bọn họ có tư cách kiêu ngạo như vậy, mỗi một người hải tộc từ khi ra đời đều tinh thông công pháp và vò kỹ thủy hệ. Không giống như nhân tộc, rất nhiều người cả đời chưa từng tu luyện, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn chỉ là người thường. Lần đầu tiên, Dương Khai lĩnh giáo sự cao ngạo của hải tộc. Nữ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh thương ngao nhìn xuống dưới, khẽ hé đôi môi đỏ mọng lên tiếng nói. Bàn đạo chủ, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều hiểu rõ nhau. Thiếp cũng nói thẳng ra là như vậy. Hải thần cung ta có một nhân vật trọng yếu, mất tích ở phụ cận Hà Quang Đảo. Chúng ta có lý do hoài nghi, người hải điện các người đã bắt mất nhân vật này. Xin bàn đạo chủ giao người ra. Tuy rằng nữ nhân cố giữ vững ngữ khí vững vàng, nhưng sắc mặt của nàng lờ đảng bộc lộ sự lo lắng. Bạn chấn nhận ra nữ tự hải tộc này nhíu mày nói nhân vật trọng yếu của hải tộc các người sao là ai hắn rất tò mò thân phận của người mất tích mơ hồ cảm thấy địa vị người này trong hải tộc tuyệt đối không thấp có thể là thành viên vương tộc nếu không thương nga và nữ nhân này sẽ không xuất thủ cùng nhau hơn nữa còn hung hăng như vậy bất kể ra sao hắn cũng phải tìm hiểu rõ ràng nữ tử này nhẹ nhàng lắc đầu dùng âm thanh dễ nghe nói xin lỗi thiếp không thể nói cho người biết Người đó là ai? Bàn chấn cười lạnh. Thiên mạch thống lĩnh, người không đùa chứ. Chỉ bằng một lý do như vậy mà hải thần cung phái ra nhiều phản hư cảnh đến làm khó hà quan đảo. Người nghĩ là hải điện dễ bị khi dễ như vậy sao? Nữ tử tên là thiên mạch nhíu mày, chần chừ trong chốc lát, sau đó nói. Chuyện này không phải là suy đoán của thiết thân, vì đại nhân kia xác thật là mất tích ở phụ cận Hà quan Đảo bằng không chúng ta cũng không chạy tới đây bàn chấn hiếp mắt thiên mạch là một trong tám đại thống lĩnh của hải thần cung ngang hàng với thường ngao địa vị cao quý mà trong hải tộc không có mấy người có địa vị cao hơn nàng nhưng nàng còn xưng hô người mất tích là đại nhân chẳng lẽ thật sự là thành viên của vương tộc hải thần cung mất tích sao đây không phải là chuyện nhỏ rồi bàn chấn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như chỉ là một tên hải tộc không ai biết tới hắn còn có thể thoái thác dù sao mình cũng quả thật chưa thấy qua nhưng nếu là thành viên vương tộc thì không thể như vậy một khi xử lý không tốt tuyệt đối sẽ dẫn tới đại chiến giữa hải điện và thần hải cung kết cục không ai muốn thấy ngưng thần trầm ngâm thật lâu bàn chấn mới nghiêm nghị nói gần đây hà quan đảo ta không phát hiện người nào của hải tộc có lẽ là thiên mạch thống lĩnh nhầm lẫn rồi chăng? Thiên mạch cắt ngang lời của hắn. Nếu như bàn đạo chủ cho phép, thiếp thân muốn tìm kiếm khắp hà quan đảo một chút, không biết có được hay không? Chỉ là tìm kiếm thôi sao? Bạn chấn nhìn nàng yêu cầu này đối với cục diện trước mắt không coi là quá đáng. Nếu là trường hợp khác, chắc chắn bàn chấn sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu liên lụy đến thành viên của vương tộc, nếu không đáp ứng rất có khả năng sẽ kích động thương ngao dẫn đến đại chiến vì vậy bàn chấn phải hợp thời nhượng bộ một chút chỉ là tìm kiếm mà thôi thiên mạch đảm bảo thiết thân rất quen thuộc với vị đại nhân kia nếu quả thật nàng trên hà quan đảo thiết thân nhất định có thể cảm ứng được vô luận có người giấu nàng đi hay không vừa dứt lời ánh mắt của thiên mạch trở nên bén nhọn như đao như kiếm có thể tưởng nếu mọi chuyện đúng như nàng đoán hôm nay Hà Quang Đảo nhất định sẽ máu chảy thành sông. Bàn chấn chần chừ Đối phương nói như vậy, hắn không dám khẳng định phán đoán của mình. Mặc dù hắn là đạo chủ, nhưng trên Hà Quang Đảo có nhiều đệ tử hải điện sinh sống, vạn nhất có người lén mang về một hải vương tộc. Được, ta đáp ứng. Bàn chấn trầm giọng nói là phúc thì không phải là họa, là hòa thì không tránh khỏi Bàn chấn chỉ có thể hy vọng hải tập đoán sai Xin đa tạ Thiên mạch gật đầu ra hiệu Ngay sau đó thả thần niệm ra Quét khắp hà quan đảo Mọi người đều lặng lặng chờ Mấy trăm cường giả đứng trên bờ biển Im lặng như tờ Ngay cả hít thở cũng kiềm chế Cây kim rơi xuống cũng có thể nghe Thường ngào lo lắng như bị táo bón Vết sẹo trên mặt càng thêm đáng sợ Lúc thì nhìn thiên mạch Lúc thì nhìn bàn chấn Mắt trợn trừng một lúc sau thiên mạch mới mở mắt Bàn chấn nghiêm mặt nhìn nàng chăm chăm Sao rồi? Thư Ngao vội vàng hỏi Thiên mạch lộ ra thất vọng Nhìn Thư Ngao rồi chầm rãi lắc đầu Không có tại đây Không có khả năng Thư Ngao hét to Nàng mất tích tại phụ cận của Hà Quang Đảo Sao không ở đây được? Nhất định là có chỗ nào sai rồi Đúng rồi Chẳng lẽ đã bị bọn chúng chuyển đi? Hà Quang Đảo có pháp trận không gian Có thể đưa tới các đảo khác của Hải Điện Thường ao muốn chiến thì chiến Đừng có ồn ào Bàn chấn nghe thì gầm lên Lần này hắn tức giận rồi Thường nào vẫn đang căm tức Lời này của bàn chấn như giọt nước làm tràn ly Hắn trừng mắt Lực lượng trong người cuồn cuộn vận chuyển Thiên mạch bước lên trước mặt rồi nói Bàn đạo chủ Lần này là người của thiết thân sơ xuất Làm phiền quý đảo rồi ngày sau thiết thân nhất định sẽ tới xin lỗi nghe nàng nói như vậy sắc mặt của bàn chấn dễ chịu hơn nhiều hải tộc vốn vẫn luôn xem thường nhân tộc thiên mạch có thể nói ra những lời này có thể thấy nàng đang thật sự lo lắng không còn cao ngạo về phần sau này nàng có tới xin lỗi hay không thật không quan trọng bàn chấn cũng là người thông minh hiểu rõ điều này nhẹ nhàng gật đầu nếu như vậy thử cho bạn mổ không tiễn chư vị đi mạnh giỏi đám người hải tộc không nói một lời, nhanh chóng rời đi. Chỉ có thường ngao trước khi đi không cam lòng, nhìn bàn chấn, dường như hận không thể nào phát tiết cơn tức trong lòng. Chờ cho tới khi hải tộc lùi ra ngoài ngàn dặm, bàn chấn mới thở vào. Cao tần hạ quan đảo cũng nhìn nhau, không ngừng cười khổ, lưng toát mồ hôi lạnh. Đừng nhìn vừa rồi, bọn họ có thái độ cường ngạnh, một bước cũng không nhường. Thật ra ai cũng tìm đọc thịnh thịt, với lực lượng của Hà Quang Đảo hôm nay, muốn ngăn hai vị thống lĩnh hải tộc dẫn theo tin anh sợ là không dễ. Cũng may rốt cuộc cũng giải quyết tốt đẹp, không phát sinh chiến đấu. Đạo chủ, rốt cuộc người nào của hải tộc mất tích? Không ngờ là làm cho thương Nga và thiên mạch khẩn trương đến như vậy. Có người lên tiếng hỏi. Bàn chấn nháy mắt ra dấu, không trả lời ngay, mà cười tụm tỉm nhìn Dương Khai. Dương Tổng chủ, để cho người chê cười rồi, bạn mổ vừa nhận được tin tức. Ba ngày sau, người của Tổng Điện sẽ đến Hà Quang Đảo. Xin Dương Tổng Chủ thứ lỗi ở trên Hà Quang Đảo thêm mấy ngày. Dương Khai mỉm cười. Thành tình của bàn đạo chủ, Dương Mổ không thể không theo. Bất quá, dường như Quý Điện không cảm thấy hứng thú đối với đề nghị của Dương Mổ A. À. Bàn chấn há mồm, không biết nên giải thích ra sao. Từ góc độ của hắn, quả thật là Hải Điện có chút sơ xuất, cho nên chỉ có thể ngượng ngùng cười cũng may Dương Khai không cơ ý làm khó hắn nói xong liền cáo từ rời đi về chỗ Bàn Chấn đã an bài cho hắn Hải Điện không nóng lòng với đề nghị của mình Dương Khai cũng không đi cầu bọn họ mà đem tâm tư vào người của Hải Tộc Bàn Chấn cũng nói Hải Tộc cơ ưu thế thiên nhiên có thể khai thác nhiều tài nguyên tu luyện hơn so với Hải Điện nếu như có thể hợp tác với Hải Tộc nhất định tốt hơn nhiều so với Hải Điện chỉ có điều muốn cùng Hải Tộc hợp tác đúng là khó khăn quá lớn trừ phi trực tiếp dùng võ lực hàng phục nếu không hầu như không có khả năng thành công đêm khuya dương khai mở mắt nhìn về một phương hướng vừa rồi hắn nhận ra bàn chấn và vài cường giả hà quan đảo rời khỏi đảo không biết lại đi đâu hắn đoán hẳn là tìm nhân vật trọng yếu của hải tộc đã bị mất tích có thể làm cho thương nga và thiên mạch xem trọng như vậy địa vị người này chắc hẳn là không thấp nếu như bàn chấn có thể tìm ra, chắc chắn là có công lớn. Từ khi đó, bất kể là ra điều kiện hay trao đổi vật tư với hải thần cung đều có thể. Dưới cảm nhận của hắn, những cường giả hải tộc cũng không đi xa hà quan đảo, còn ở trong phương viên 30.000 dặm. Dường như bọn họ nhận được nhận định tộc nhân của mình mất tích ở phù cận của hà quan đảo, cho nên chỉ tìm trong khu vực này. Dường khai quan sát, âm thầm phỏng đoán nếu hai bên gặp nhau sẽ có cảnh tượng gì? Bớt quá chỉ là dư thừa, vô luận là vợ giả hạ quan đảo hay vợ giả hải tộc đều cố gắng tránh xa đối phương không có đụng mặt nhau. Bỗng nhiên, một đạo khi tức đột nhiên biến mất khỏi cảm giác của Dương Khai. Hắn chưa kịp hiểu là xảy ra chuyện gì, lại có một đạo biến mất, ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Ngắn ngủi một lát sau, đã có mười mấy sinh linh khi tức biến mất quỷ dị. Đây không phải là biến mất khi tử vong, mà là triệt để mất tích. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên, hắn là tình chủ của U ám tình, có thể nói chỉ cần hắn nguyện ý là có thể giám sát bất cứ điều gì. Nhưng hắn hoàn toàn không có phát hiện ra những sinh linh kia biến mất ra sao. Bọn họ cứ vô duyên vô cớ mà mất tích, thậm chí ngay cả đồng bạn của họ cũng không phát hiện ra. Lúc mới bắt đầu, chỉ có người của hải tộc biến mất, ngay sau đó, cường giả Hà Quang Đảo cũng mất tích. Chờ đến khi những người còn lại phát hiện ra thì đã muộn rồi. Cường giả hai tộc có một hai trăm người, bây giờ chỉ còn có mấy người. Sau đó, họ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Kết thúc tập 318 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.